Thưa quý vị và các bạn, thời tiết của Hà Nội hôm nay thật ấm áp và dễ chịu. Do chỉ còn chịu tác động của đới gió đông nam mang lại nên trong tối và đêm nay tiếp tục trạng thái nhiều mây không mưa. Nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ 17 cho đến 22 độ, trời se lạnh. Sang ngày mai thứ hai đầu tuần, sáng sớm tại thủ đô Hà Nội sẽ có một lớp sương mù nhẹ bao phủ. Đến trưa và chiều trời sẽ giảm mây và có nắng lên. Nhiệt độ vì thế cũng tăng dần và cao nhất có thể chạm ngưỡng khoảng 26 độ. Và bắt đầu từ thứ ba tuần tới ngày 7 tháng 3, một số quận huyện của Hà Nội sẽ xuất hiện tình trạng trời nhiều mây kèm theo mưa và độ ẩm trong không khí khá cao, khoảng từ 70 cho đến 80% có thể dẫn đến nồm ẩm. Đi kèm theo đó là mức độ ô nhiễm trong không khí vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm trong mức cảnh báo xấu. Quý vị vẫn không nên chủ quan và luôn tạo thói quen đeo khẩu trang khi ra đường, đặc biệt nên sử dụng khẩu trang hoạt tính chống bụi mịn cao được Bộ Y tế khuyên dùng để đảm bảo cho sức khỏe. Và sau đây sẽ là thời tiết chi tiết của các khu vực ở Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía Tây thành phố từ Phúc Thọ, Đan Phượng cho tới Chương Mỹ, trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 18 cho đến 26 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín cho đến Mỹ Đức với nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 18 cho đến 26 độ. Với khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 17 cho đến 25 độ. Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời có nắng ấm, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 17 cho đến 25 độ. Còn tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 cho đến 26 độ. Còn bây giờ sẽ là phần dự báo chi tiết của Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại!